Nguyễn Kiệm. Em xin anh, đây là tiền đóng học. Mặc xác mày. Chả. Mày là thằng khốn nào? Chuyện này chưa xong đâu. Cảm ơn anh. Bằng phân tích mẫu vân tay của nghi phạm. Đại ca, chính nó. Hôm bữa mày bắt nạt em tao. Alo, đội trưởng mau tới đây. Thằng khốn, giờ sao? Bỏ tay. Tao đấy, bỏ đi. Lên. Nguyễn Kim. Từ giờ giải tán băng nhóm. Tôi đến đây.